nhiều gì ngươi cũng là một quý nhân, muốn xử lý ngươi cũng cần phải có lý do chứ. Cho nên bổn cung không hề nóng lòng, An Xuyến có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian ở trong cung. Còn Thương Vĩnh Lộc, thứ cẩu nô tài này, bổn cung thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy thứ cẩu nô tài này đi lại trong cung. Chân hoàng ngày mới vào cung đã chết rồi, hoàng thượng quên rồi sao? Chính người tự tay giết nàng ta mà. Thần thiếp là nữ hộ Lộc Chân Hoàng. Nếu như lời hứa đôi ta đã trở thành gió thoảng mây bay, nữ cô Lộc Y Lan ta sẽ không vì người mà từ bỏ ta mà rơi nước mắt nữa.